Nga thay đổi chiến thuật tấn công tên lửa Ukraine. Theo bản cập nhật về tình hình xung đột Nga-Ukraine, tình báo Anh cho biết, từ ngày 29 tháng 12 năm 2023, Nga đã tăng cường cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine. Các lực lượng Nga triển khai một lượng đáng kể tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mà họ đã tích lũy trong những tháng gần đây. Tình báo Anh chỉ ra rằng, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công. Các cuộc tấn công gần đây chủ yếu nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine, khác biệt so với năm 2022 khi Nga tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Những hoạt động quân sự này cho thấy sự thay đổi tạm thời trong cách tiếp cận của Nga đối với các cuộc tấn công tầm xa. Các nhà quân sự Nga có lẽ đã nhận ra sự quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng Ukraine, đặc biệt khi Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 1 năm 2024, Ukraine đã phải đối mặt với một cuộc tấn công tên lửa lớn từ Nga với số lượng tên lửa đạn đạo Kim Giang phóng vào thủ đô Kiev, lập kỷ lục về quy mô. Không quân Ukraine đã báo cáo rằng, trong cuộc tập kích, quân đội Nga đã phóng 99 tên lửa và 35 máy bay không người lái cảm tử. Theo các nguồn tin quân sự, cuộc tấn công mới nhất vào Kiev đã nhắm vào nhà máy quân sự Atium và phòng thiết kế Lech, cùng các doanh nghiệp khác thuộc Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ukraine. Fox ước tính rằng Nga đã chi khoảng 620 triệu đô la cho cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn này.